Hoa cà rốt trẻ cánh là một trong những cái kỹ thuật mà cơ bản nhất, và các bạn khi chúng ta học thì chúng ta sẽ học những kỹ thuật như là kỹ thuật trẻ cánh này, kỹ thuật chạm khắc và những kỹ thuật như kỹ thuật đi xúc. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về kỹ thuật trẻ cánh. Với kỹ thuật trẻ cánh thì mình luôn có tặng kèm cho các bạn khi các bạn mua bộ combo dụng cụ nhé. Nếu như chúng ta mua từ bộ combo dụng cụ trở lên thì các bạn sẽ được tặng thêm cái con dao trẻ cánh mình đang cầm ở trên tay. Cái con dao này thì mình chỉ tặng như một cái chiếc chìa khóa ấy, để đưa đến cho bạn cái sự đam mê, chúng ta mở ra cho nhau cái sự đam mê mà thôi. Còn mình không bán cái con dao này các bạn nhé. Thế còn với bên mình thì có bốn cái bộ combo dụng cụ cơ bản để các bạn có thể lựa chọn. Thì trong tất cả các cái bộ combo dụng cụ thì chúng ta sẽ đều được tặng cái con dao này khi mà chúng ta mua. Thì tùy từng thời điểm, có thể là có thời điểm thì mình sẽ tặng dao, nhưng cũng có thời điểm mình sẽ tặng đá mài dao các bạn nhé. Vậy cho nên khi mà các bạn mua combo dụng cụ thì chúng ta nhớ nhắc nhân viên để làm sao mà chúng ta có được thêm những cái phần quà tặng trong khi chúng ta mua dụng cụ. Còn khi các bạn mua lẻ dụng cụ ấy thì thật sự là bên mình không thể nào mà tặng quà cho các bạn được nữa, bởi vì là cái giá thành nó quá sát rồi thì bên mình không thể tặng được. Còn khi các bạn mua combo thì chúng ta sẽ được lợi rất là nhiều. Thứ nhất là các bạn có combo sẵn để chúng ta vào được tất cả những cái video mà bên mình đã dạy hoàn toàn miễn phí. Các bạn hãy đăng ký để làm sao mà chúng ta sẽ vào được cái combo đó chúng ta học nhé. Thế còn thì khi các bạn có combo thì từ combo cơ bản nhất cho đến combo cao cấp thì bên mình đều có những cái bài dạy rất cụ thể, rất chi tiết để các bạn có thể tham gia học. Ví dụ như ở cái video ngày hôm nay các bạn có thể thấy là bên ngoài thì mình dùng dao để mình trẻ cánh, nhưng bên trong thì mình đang dùng cái xúc vuông để mình đi cái phần nhụy cho cái bông hoa này, đúng không ạ? Vậy cho nên khi mà các bạn mua theo đủ combo thì các bạn sẽ dễ dàng ra được những cái bông hoa, những cái mẫu hoa một cách dễ dàng. Thế còn khi chúng ta mua lẻ thì có thể là tùy những bạn nào mà đã có dụng cụ rồi, chúng ta có thể xem ở trong bộ combo ấy để xem là nếu như mà mình đang thiếu dụng cụ gì thì đánh dấu cái dụng cụ đó và gửi cho nhân viên bên mình để nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Và có một cái lưu ý như này đối với các bạn, đấy là với bộ xúc thì chắc chắn là các bạn phải mua càng một bộ nhé, chứ còn không thể bán lẻ từng cây xúc một, bởi vì nó giống như là một bộ đũa ấy các bạn nhé. Nó có 7 cái xúc thì bây giờ nếu như mà bạn mua một cây thì những cây còn lại thì mình không biết bán cho ai cả. Thế cho nên là, và có phải là ai cũng cần cái bộ xúc đấy thì chúng ta phải cần cả bộ thì chúng ta mới có thể học được, chứ không phải là các bạn cứ nhìn video các bạn thấy là ồ chỉ cần có một cái xúc đấy thì làm ra được bông hoa đấy thì mua mỗi cái xúc đấy thôi. Thì thực ra là các bạn đến lúc các bạn nhìn bông hoa khác thì các bạn lại thấy là ô lại thiếu cái xúc khác thì các bạn lại không làm được đâu. Cùng với đó nữa là khi cái bộ xúc ấy thì các bạn lưu ý là mình không thể nào bán lẻ được, kể cả cơ bản hay là cao cấp. Bởi vì là các bạn có thể là các bạn thích cái xúc tròn chẳng hạn. Thế thì người sau người ta đến người ta cũng thích xúc tròn thì mình làm thế nào, mình không biết bán làm sao cả. Vậy cho nên các bạn thông cảm nhé, mình sẽ chỉ có thể bán bộ xúc theo bộ chứ không thể bán lẻ được. Cùng với đó là chúng ta sẽ mua combo để làm sao mà chúng ta có được cái giá hợp lý nhất nhé. Xin cảm ơn và